xin chào mọi người. Mọi người người ta cùng thăm viếng. Đây là cái thứ hai. Ý thương nhỏ lại nha. Ý thương là khi lấy ô trước. Là người ấy thích ăn mùi nghĩ là cám cá đó mọi người á, rất là nhạy luôn. Hay thả ở vùng này đâm ra là mình ít thu hoạch, không nhiều.